người biểu tình Mexico chiếm sân bay đốt dinh tổng thống. Hàng trăm người Mexico phóng hỏa đốt dinh tổng thống rồi chiếm giữ sân bay quốc tế Acapulco, đòi chính phủ phải làm rõ việc 43 sinh viên bị sát hại dã man hồi tháng 9 vừa qua. Mang theo các vũ khí thô sơ như dao, cuốc, xẻng và bom xăng, hàng trăm người biểu tình đã tiến vào chiếm giữ sân bay quốc tế Acapulco vào chiều ngày hôm qua, yêu cầu chính quyền của Tổng thống Enrique Peña Nieto tích cực hơn nữa để tìm kiếm thi thể còn lại của 43 sinh viên bị giết hại. Hôm 7 tháng 11, nhà chức trách Mexico xác nhận là một nhóm tội phạm chuyên buôn bán ma túy của nước này đã sát hại và đốt cháy thi thể của các sinh viên nói trên. Nhóm sinh viên biến mất sau cuộc đụng độ với cảnh sát ở Iguala, thành phố cách thủ đô Mexico 130 km về phía tây nam. Các sinh viên mất tích khi đang tham gia biểu tình phản đối chương trình cải cách giáo dục năm ngoái của Mexico. Cuộc điều tra sau đó phát hiện sự cấu kết giữa băng đảng tội phạm Guerreros Unidos với các quan chức địa phương ở Iguala. Thị trưởng Iguala bị cáo buộc đã điều cảnh sát đến trấn áp các sinh viên. Họ bắn chết 6 người và sau đó giao 43 sinh viên cho nhóm tội phạm. Gia đình các nạn nhân từ chối nhận các phần thi thể bị cháy thành than trong các túi được tìm thấy ở con sông gần địa điểm họ mất tích. Kênh truyền hình địa phương cho biết là một nhóm người biểu tình đã bịt mặt, đụng độ với cảnh sát khi họ bị chặn đường tới sân bay chiều ngày hôm qua. AFP dẫn lời của một quan chức an ninh cho biết đã có ít nhất 10 sĩ quan bị thương. Hàng chục chiếc xe bus chở người biểu tình chặn lối vào của sân bay. Trong hơn 3 giờ đồng hồ, các hành khách phải rời ra khỏi đường cao tốc với hành lý lỉnh kỉnh ở trên tay. Đêm ngày 8 tháng 11, ngay sau khi nhà chức trách Mexico công bố là các sinh viên bị sát hại dã man, người thân của họ cùng với đám đông phẫn nộ lao đến đốt cửa dinh thự của Tổng thống Nieto. Hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình để phản đối cách xử lý của chính phủ với vụ việc. Mặc dù đã điều tra việc các sinh viên bị những tay anh chị có liên hệ với cảnh sát giết hại và thiêu xác, chính phủ Mexico chưa khẳng định là cái chết của họ vì thiếu chứng cứ xác đáng. Ngày 9 tháng 11, thì Tổng thống Nieto lên án cuộc biểu tình trên. Sau đó, thì ông lên đường tới Trung Quốc để dự hội nghị APEC. Chuyến đi của ông khiến cho người biểu tình càng bất bình vì cho rằng Tổng thống quan tâm đến kinh tế hơn là giải quyết bạo lực. Giới chức Mexico đã bắt giữ 74 người liên quan đến vụ 43 sinh viên mất tích, bao gồm các thủ lĩnh của Guerreros Unidos và cảnh sát của Iguala và Coahuila. Ông José Luis Abaca, thị trưởng thành phố Iguala, cùng với vợ là María de los Ángeles Pianda, đang bị giam giữ vì bị tình nghi ban lệnh đã thủ tiêu các sinh viên. Đây được cho là cuộc điều tra tội phạm lớn nhất trong lịch sử của Mexico.